Cầu nguyện với phúc âm hàng ngày. Trích bộ suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Cầu nguyện với phúc âm hàng ngày. Trích bộ suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Thứ năm tuần 4 mùa vọng. Ngày 24 tháng 12 năm 2020. Vầng đông từ cao thẳm tới viếng thăm chúng ta. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Zacaria cha của Gioan được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, người đã viếng thăm và cứu chuộc dân người. Từ dòng dõi trung thần David, người đã cho xuất hiện vị cứu tinh quyền thế để giúp ta. Như người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa từ ngàn xưa, sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét, sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước. Chúa đã thề với tổ phụ Abraham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan người mà phụng thờ người suốt cả đời ta. Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của đấng tối cao. Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho người, bảo cho dân Chúa biết người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho vầng đông từ chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần dẫn ta bước vào đường nẻo bình an. Sứ điệp. Ông Zacaria chúc tụng Thiên Chúa là đấng trung thành thực hiện lời hứa cứu độ. Thiên Chúa kêu gọi Thánh Gioan Tẩy Giả ra đời là để dọn đường cho đấng cứu thế. Mỗi người khi chào đời có một sứ mệnh trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Tự vấn. 1. Cũng như Thánh Gioan Tẩy Giả, Chúa cũng cho tôi được sinh ra làm người và trao ban cho tôi một sứ mạng trong hội thánh. Trong bậc sống và trong ơn gọi riêng của mình, tôi đã làm tròn sứ mạng Chúa và hội thánh mong muốn chưa? 2. Mỗi người có một sứ mạng, tôi có biết tôn trọng công việc và sứ vụ của anh chị em không? Tôi có giúp đỡ tha nhân trong sứ mạng của họ không? Cầu nguyện. Lạy Chúa, ngày con Chúa Giáng sinh làm người đã trở thành ngày lễ hội lớn cho toàn thể nhân loại. Hôm nay là đích điểm của hơn 2.000 năm Chúa âm thầm chuẩn bị. Vâng, khi con chiêm ngưỡng hài nhi bé bỏng trong hang đá Bethlehem, con thấy được bàn tay uy quyền của Chúa trải ra bao thế hệ. Chúa tuyển chọn Abraham, Môi-sen, David, mẹ Maria, Gioan Tẩy Giả. Tất cả là những chặng đường Chúa thực hiện lời hứa cứu độ. Lịch sử có những lúc thăng trầm, nhân loại có những lúc phản bội, nhưng phần Chúa, Chúa vẫn luôn trung tín với lời hứa. Chúa trung thành với giao ước ngay cả lúc chúng con bất trung. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa và tin cậy vào lòng trung tín của Chúa. Xin Chúa giúp con đáp lại bằng sự trung thành phụng sự Chúa. Trong lịch sử cứu độ, mỗi người khi sinh ra đều được Chúa trao cho một sứ mạng. Thánh Gioan Tẩy Giả được Chúa cho ra đời chính là để làm ngôn sứ đi trước mở lối cho Chúa. Con được làm người cũng là vì Chúa muốn gọi con cộng tác vào chương trình cứu độ. Con cảm tạ Chúa đã cho con nhận lãnh bí tích rửa tội và thêm sức, để nhờ đó con trở thành chứng nhân cho Chúa. Sứ mạng ấy vừa cao cả vừa khó khăn. Xin Chúa giúp con trung thành với hồng ân đã lãnh nhận. Amen.